Trừng phạt nửa vời kiểu Mỹ, ngành sản xuất lương thực thiếu hụt phân bón Nga khiến kinh tế Mỹ tổn thương, lại nới lỏng lệnh trừng phạt. Các bạn thân mến, cuộc chiến ở Ukraine đã khiến giá lương thực, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt, gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Mỹ giờ đây có phần lúng túng bởi các chính sách cấm vận áp đặt lên Nga đang khiến cường quốc hàng đầu thế giới vấp phải cơn đau đầu về thiếu lương thực. Bởi vậy, mới đây, chính phủ ông Joe Biden đã tự khoét ra một kẽ hở trong mê cung trừng phạt của mình. Động thái này được nhận định sẽ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin đắc chí. Cụ thể, những khó khăn trong vụ thu hoạch lúa mì đã buộc Hoa Kỳ phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống Nga. Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép chung cho phép giao dịch với Nga liên quan đến thực phẩm, phân bón, hạt giống, thuốc men và thiết bị y tế. Cơ quan này nêu rõ, cụ thể, đây là các sản phẩm thực phẩm cho người và động vật, phân khoáng và phân hữu cơ, hạt giống để gieo, vật liệu cho chăn nuôi, thuốc men và thiết bị y tế. Mỹ trấn an các ngân hàng, công ty vận chuyển và bảo hiểm rằng các giao dịch như vậy sẽ không vi phạm lệnh trừng phạt của Washington đối với Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ dường như đang gặp rắc rối nghiêm trọng với vụ thu hoạch lúa mì dự kiến, đến mức các nhà chức trách không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho phép thỏa thuận với các nhà sản xuất phân bón của Nga và khiến sản phẩm của họ trở nên hoàn toàn hợp pháp. Hạn hán ở Canada và Mỹ đã đẩy giá lương thực lên cao trong năm ngoái. Tình hình địa chính trị căng thẳng đã làm tăng nhu cầu về ngũ cốc. Do tình hình khó khăn hiện tại với cây trồng và phân bón ở Hoa Kỳ, các công ty trong ngành thậm chí đã mua hết phân và đắt hơn ít nhất 3 lần so với hồi tháng 2. Như chúng ta đã biết, Nga và Ukraine là những nước sản xuất ngũ cốc hàng đầu của thế giới, chiếm khoảng 30% sản lượng lúa mì, 17% sản lượng ngô, 32% lúa mạch và 75% dầu hướng dương. Mỹ, quốc gia đi đầu trong hàng loạt các biện pháp trừng phạt Nga, tuy nhiên là cấm vận những lĩnh vực không ảnh hưởng đến họ. Giới chức Mỹ vẫn để lại những kẽ hở của lệnh trừng phạt để tránh cho nền kinh tế của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vào khoảng giữa tháng 6, nước này cũng âm thầm mua phân bón của Nga để tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng khiến giá lương thực tăng vọt. Dĩ nhiên, động thái này không thể qua mắt các đồng minh phương Tây. Họ đã nhiều lần lên tiếng cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden mang hơi hướng bạc nhược, ích kỷ và đạo đức giả. Vậy nhưng có thực mới vực được đạo, đói rét thì làm sao còn sức hỗ trợ cho ông em Ukraine nữa đây? Việc tạo điều kiện cho những mặt hàng xuất khẩu nói trên của Nga là một phần quan trọng trong nỗ lực của Liên Hợp Quốc và các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhằm môi giới một thỏa thuận trọn gói với Nga, cho phép các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa ở Biển Đen. Thông báo của phía Mỹ được đưa ra một ngày sau khi các quan chức Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc gặp nhau tại Istanbul để thảo luận về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc và các bên sẽ quay lại vào tuần tới để ký kết. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và thúc đẩy lạm phát. Kiev và các đồng minh phương Tây cáo buộc Moscow ngăn cản các chuyến tàu chở ngũ cốc rời cảng Biển Đen, góp phần khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao. Phía bên kia, Moscow phủ nhận cáo buộc, khẳng định đã cung cấp lối đi an toàn cho các tàu vận tải và chính Ukraine ngăn các tàu dân sự rời cảng. Nga cũng nói rằng việc Kiev đặt thủy lôi trên biển đã tạo ra mối đe dọa đối với hàng hải trong khu vực. Điện Kremlin cũng cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Nga khó tài trợ và bảo hiểm cho các dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng hải của mình. Ukraine và Nga là những nhà cung cấp lúa mì lớn trên toàn cầu, và Nga cũng là nước xuất khẩu phân bón lớn, trong khi Ukraine là nhà sản xuất ngô và dầu hướng dương quan trọng. Bộ Tài chính Mỹ nói rõ rằng, việc bán và vận chuyển hàng hóa nông nghiệp cũng như thuốc men và thiết bị y tế là được phép và không vi phạm một loạt các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt đối với Moscow. Mỹ cũng nhấn mạnh không có lệnh trừng phạt nào đối với việc sản xuất, chế tạo, bán hoặc vận chuyển hàng hóa nông nghiệp của Nga, bao gồm cả phân bón và việc cung cấp bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm cho việc vận chuyển hoặc vận chuyển các sản phẩm không bị cấm. Khi các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc dẫn đầu được tiến hành vào tháng 5 để vực dậy hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine và Nga, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết, Washington đã chuẩn bị đưa ra những đảm bảo bằng văn bản
cho các công ty vận chuyển và bảo hiểm liên quan đến hàng xuất khẩu của Nga. Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, tại Yemen, giá bánh mì đã tăng 35% chỉ vài ngày sau đó. Các nhà máy xay bột mì ở Lebanon gần đây phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu, khiến các tiệm bánh phải đóng cửa. Còn tại Kenya, dầu ăn trở nên vô cùng khan hiếm. Trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao và việc ngũ cốc xuất khẩu bị hạn chế ở Nga cùng Ukraine, nguy cơ mất an ninh lương thực tại các nước đang phát triển ngày càng lớn, đe dọa một số nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất tại Ngân hàng Thế giới, gần 50% dân số các nước thu nhập thấp đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, điều thường dẫn đến bất ổn xã hội. Nguy cơ suy dinh dưỡng và nạn đói đang gia tăng ở một số khu vực. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass hồi đầu tháng 6 vừa qua cảnh báo, người dân các nước nghèo thường chi phần lớn ngân sách mỗi ngày cho thực phẩm và các chi phí đó đang tăng. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, giá thực phẩm tháng 5 đã tăng gần 30% so với một năm trước do giá ngũ cốc và thịt tăng cao. Tình trạng thiếu lương thực trên thế giới càng trở nên trầm trọng do giá xăng dầu lên mức cao kỷ lục, khiến chi phí sản xuất và vận chuyển bị đội lên. Nếu không có phân bón, tình trạng thiếu hụt sẽ lan rộng từ ngô và lúa mì sang tất cả cây trồng chính, trong đó có cả lúa gạo, gây ảnh hưởng khủng khiếp tới hàng tỷ người ở châu Á và Nam Mỹ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh. Bên cạnh đó, việc thời hạn và phạm vi của các lệnh trừng phạt từ phương Tây với Nga không rõ ràng đã buộc nhiều quốc gia phải áp lệnh cấm xuất khẩu để tích trữ hàng hóa, đề phòng cho các kịch bản xấu hơn. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, khoảng 20 nước đang áp dụng một số hình thức kiểm soát xuất khẩu để hạn chế tác động của giá lương thực cao. Theo Bộ trưởng Tài chính Ireland Patrick Donohue, phương Tây đang điều chỉnh các biện pháp trừng phạt Nga nhằm giảm ảnh hưởng tới nguồn cung lương thực toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ cũng ban hành một số miễn trừ trừng phạt hoặc giấy phép chung nhằm duy trì thông suốt hoạt động xuất khẩu nông sản. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vào tháng 4 vừa qua nói Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt mới nhưng vẫn lưu tâm đến vấn đề nguồn cung lương thực toàn cầu. Ngay cả khi tiếp tục tăng sức ép trừng phạt cùng các biện pháp kinh tế khác chống lại Nga, chúng tôi vẫn nhấn mạnh cam kết cho phép thực hiện các hoạt động nhân đạo và hoạt động thiết yếu khác mang lại lợi ích với người dân thế giới, đảm bảo mặt hàng nông sản và thực phẩm cơ bản luôn sẵn có, bà nói. Việc các cam kết như vậy có khả thi hay không vẫn còn là một dấu hỏi, song hiện thực là tác động từ lệnh trừng phạt phương Tây nhắm vào Nga đang thể hiện rõ ở châu Phi. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU hồi cuối tháng 5, Chủ tịch Liên minh châu Âu Marky Shore đã cảnh báo việc cắt các ngân hàng lớn của Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT đang cản trở đáng kể khả năng mua thực phẩm và phân bón của họ. Chiến tranh kinh tế đang nổ ra giữa hai thế lực lớn trên thế giới, một bên là Nga, bên còn lại là Mỹ và châu Âu. Cuộc chiến này đang biến thành thử thách xem ai có thể chịu đựng được tổn thất lâu dài hơn. Cho đến nay, Nga có vẻ chịu nhiều tổn thất hơn khi nền kinh tế sẽ suy giảm rõ rệt trong năm nay. Chi phí sinh hoạt leo thang và hàng trăm doanh nghiệp ngoại quốc cuốn gói ra đi. Nhưng Mỹ và châu Âu cũng đang hứng chịu phí tổn nghiêm trọng, chủ yếu bởi giá năng lượng nhiều khả năng sẽ tăng chóng mặt trong mùa đông tới. Tỷ lệ thất nghiệp cũng được dự đoán sẽ cao hơn khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để ghim cương lạm phát. Chiến sự không phải là nguyên nhân duy nhất gây áp lực giá. Dù có trừ đi lương thực và năng lượng, lạm phát vẫn cao, đặc biệt là ở Mỹ, dù nước này không dễ bị ảnh hưởng bởi giá khí tự nhiên như châu Âu. Cụ thể, lạm phát ở Mỹ lên tới 9,1% trong tháng 6. Bộ Lao động Mỹ thông báo hôm 13 tháng 7, đây là mức tăng chưa từng thấy trong hơn 40 năm qua. Vào tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng đối với tất cả người tiêu dùng thành thị đã tăng 9,1% trong 12 tháng qua. Thông báo của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho hay, đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1981. Dữ liệu của Cục cho thấy tất cả các mặt hàng được thống kê, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng, đắt hơn trung bình 5,9%. Trước đó, các nhà kinh tế dự đoán lạm phát tháng 6 là 8,8%. Chỉ số lạm phát cao hơn phản ánh sự gia tăng lớn so với dự đoán ban đầu về giá xăng, nhà ở và giá thực phẩm. Trước đó, lạm phát tháng 5 ở Mỹ là 8,6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12 năm 1981. Trong tháng 5, CPI, thước đo giá hàng hóa và dịch vụ, tăng vượt con số dự báo 8,3%.
CPI lõi đã loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 6%, vượt ước tính 5,9%. Trong nỗ lực kiềm chế lạm phát tăng vọt, Cục Dự trữ Liên bang Fed đã bắt đầu một chu kỳ tăng lãi suất, bao gồm mức tăng 75 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách gần đây nhất vào tháng 6, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1994. Một đợt tăng khác với quy mô tương tự dự kiến được Fed công bố vào cuối tháng này. Những người chỉ trích chính sách của Fed đã cảnh báo rằng việc tăng lãi suất thêm nữa có thể khiến đất nước rơi vào suy thoái. Lạm phát là cơn đau đầu chính trị với Nhà Trắng cũng như Tổng thống Mỹ Joe Biden. Washington cho rằng lạm phát tăng chủ yếu vì các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng do COVID-19 gây ra, lực cầu hàng hóa nhiều hơn dịch vụ và chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nhà Trắng vẫn luôn nói rằng các lệnh trừng phạt đang tạo ra tác động như ý và chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng Mỹ thắng lợi trong cuộc chiến kinh tế. Giới chức Mỹ lập luận rằng khi nền kinh tế Nga xấu đi, Tổng thống Vladimir Putin sẽ phải đối mặt với áp lực có thể buộc ông thay đổi ý định. Tuy nhiên, có vẻ như Nga đang làm tốt hơn kỳ vọng của ông Joe Biden. Hồi cuối tháng 3, ông Biden nói rằng đồng rúp gần như ngay lập tức biến thành đống đổ nát, nền kinh tế Nga sẽ bị cắt giảm còn một nửa. Đúng là ban đầu đồng rúp lao dốc, nhưng kể từ đó nó đã phục hồi nhờ vào các đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương, các biện pháp kiểm soát vốn, tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu. Ngay cả các dự báo tiêu cực nhất cũng không cho rằng sản lượng của Nga sẽ giảm mạnh như những gì ông Biden tuyên bố. Trên một số phương diện, các đợt trừng phạt này đã làm tổn thương những nước áp đặt chúng và giúp đỡ Nga. Tuy Nga xuất khẩu ít dầu hơn trước, nhưng nhờ giá tăng mà nước này được cho là sẽ kiếm được nhiều doanh thu từ dầu hơn dự đoán ban đầu. Lạm phát cao còn góp phần tạo ra mâu thuẫn chính trị ở phương Tây. Tuần trước, Thủ tướng Ý Mario Draghi đã đệ đơn từ chức vì tranh cãi xung quanh cách phản ứng với chiến sự ở Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mất thế đa số ở Quốc hội trong cuộc bầu cử vừa qua vì cử tri lo ngại rằng chi phí sinh hoạt sẽ leo thang. Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức dưới áp lực của các nhà lập pháp đảng bảo thủ, những người cùng đảng lo lắng rằng các vụ bê bối của ông Johnson sẽ cản trở khả năng ứng phó với lạm phát của chính phủ. Chưa kể, dự định cấm vận dầu mỏ Nga của châu Âu trong năm nay có thể kéo giá năng lượng lên cao hơn nữa và đẩy Mỹ cùng châu Âu vào suy thoái. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!